Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, mình đã rất ấn tượng này, tò mò và ám ảnh ở những căn phòng bí mật hoàn toàn có thể ngụy trang được ở trong các bộ phim trên toàn thế giới các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì chúng mình ấy quyết định sẽ làm cuộc trốn tìm ấy bằng những căn phòng ngụy trang như thế anh có đó ạ. Và để trốn tìm được thì chúng mình cần phải đi tìm những cái nơi an toàn để có thể làm hầm bí mật. Bây giờ mình với Hà Sam sẽ là đội đi trốn và chúng mình có 24 tiếng để trốn các bạn nha. Đi thôi Hà Sam. Bên này. Còn chúng mình sẽ là đội đi tìm. Hôm nay chúng mình đang có mặt ở đây để tìm kiếm những cái vật dụng cần thiết để hỗ trợ cho chúng mình tìm kiếm Hà Sam và Gấu Đỏ một cách nhanh chóng nhất. Mày ơi, đôi găng tay siêu dính thế này. Mình mà đeo cái găng tay này vào nha, bắt Hà Sam với Gấu Đỏ nha, có mà rơi chạy. Mày có chắc là nó dính không? Chắc dính à? Sao nó không dính nhỉ? Đưa tao làm không? Mình đang đào cái chỗ này ra để làm một cái hầm bí ẩn ở dưới này các bạn ạ. Tí nữa đào này thì cò với quân hiếp làm sao mà tìm thấy được đúng không? Tròn. Ôi, ở đây rồi anh. Làm ở đây. Ôi, anh ơi, đào ở đây bao giờ cho nó xong? Đất ở đây mềm lắm, đào một tí là xong thôi. Em cứ yên tâm đi, trong cái chỗ này anh em mình làm một cái hầm thật đẹp ở đây. Mày lấy cưa làm cái gì? Cưa để mang đi, để bắt Hà Sam với Gấu Đỏ. Thôi mình bắt người chứ không bắt tội phạm đâu mà gầy kỉnh lắm mày. Để xuống đi. Đấy cái khác tí. Úi đây. Đấy cái này hay này mày ơi. Làm gì? Bây giờ nha, anh Gấu Đỏ với Hà Sam có rúc vào cái bụi rậm nào đấy, mình phải mang cái này đi còn bắt muỗi. Không muỗi nó cắn chết à. Lấy luôn. Được đấy. Đào tiếp đi anh. Tôi mệt lắm rồi Hà Sam ạ. Ôi giời ơi. Từ nãy giờ anh mới đào được một cái chỗ như thế này thì bao giờ mới làm xong. Anh ơi, đi tìm chỗ trốn khác đi anh ơi. Thế bỏ cái này à? Thì bỏ, đi nhanh lên không muộn mất. Ôi, coi, lấy cái đèn này nhá. Đèn á? Ừ. Đây là cái đèn bắt muỗi mà. Đèn bắt muỗi à? Trời ơi. Đi lấy cái đèn khác. Mày có thấy tao giống siêu nhân đỏ không? Nè, tao mày view phát bắt anh Gấu Đỏ mới Hà Sam luôn. Này, đâu nhỉ? Này, cái gì? Cái mũ này là mũ của trẻ con mà. Đội bé tí này đội thế nào được? Trời ơi, cất đi, đi mua cái khác. Em thấy cái lá này thế nào? To, đẹp, vào luôn. Nhìn nó đơn giản như thế này thôi, nhưng mà có khi lại là nơi chú ạ, an toàn đấy đúng không Hà Sam? Anh ơi, này, bên trong này có một cái lều cun này anh ơi. Ui, có cả chăn chiếu sẵn sàng luôn. Ui, anh ơi, này, trong này là mình chú ẩn. Anh thấy tối không? Tối. Anh thấy tối không? Tối. Tối như thế này chắc chắn là quân hiếp mới có sẽ không để ý này. Và trong khi đấy này, ở trong này nha, không mưa không nắng, anh em mình ấy sẵn mang đồ ăn vào đây để trốn tìm thôi. Nhưng mà anh thấy không an toàn đâu. Tại vì bên này là cái cửa, đi vào đây một cái, trong này không có đồ đạc gì, chỉ có mấy cái lều như thế này, thì cò với con nít chắc chắn sẽ mở ra và nhìn thấy anh em mình ở trong này đúng không? Đúng rồi. Tốt nhất là tìm chỗ khác. Ở dưới gầm giường này xem được không? Ôi, dưới gầm giường này nếu mà chui vào đây làm hầm cũng được đấy Hà Sam ạ. Anh ơi, chui vào đấy thế nào được? Nãy cái đống đất nãy nó mềm như thế mà anh đào 20 phút mới được có tầng này. Cái đất này nó cứng lắm. Nope. Mà dưới này nhiều sắt thép như này cũng không an toàn nhỉ. Đúng rồi. Thế thì anh em mình phải tìm chỗ khác đi. Nhanh lên anh ơi. Mua cái này được này cò ơi. Khi nào mình tìm thấy anh Gấu Đỏ và Hà Sam, mình sẽ xịt cái này cái. Anh Gấu Đỏ với Hà Sam chua. Mình ra mình dễ mất đây. Cái thằng này toàn phí tiền vào những cái thứ vô ích ấy. Người ta phải mua trạc để chói ấy, mua vợt để vợt như thế này. Giời, bao nhiêu thứ hữu ích mà cái thằng cỏ này cha cho mình mua gì cả. Cái này là giống như tên lửa. Anh em mình chui vào trốn ở chỗ kia có được không? Ôi giời ơi anh ơi, cái đấy nó không có cửa. Cái bên này. Bên nào, đâu? Ui, một cái tàu công chúa luôn. Tà ta mà chui vào đây nhá, bịt kín vòng quanh thì con íp với cò có tìm đến mấy ngày không thấy. Ôi, anh ơi, nhưng mà cả một cái toa tàu nó dài như thế, tự dưng ấy là mình bịt mất một chỗ, chắc chắn là sẽ khiến cò với lại quân hiếp nghi ngờ đây này. Mà anh ơi, em nói cho anh biết nha,
Quân Hiếp rất thích đến những cái khu vui chơi như thế này. Chắc chắn cậu ấy sẽ đến đây đầu tiên luôn. Không ổn, không ổn. Cái chỗ bên kia không được, chỗ này không được. Được, bây giờ đến cả chỗ này em cũng bảo không được. Thế thì còn chỗ nào nữa? Ui, đây, đây, đây. Ui, cái nhà này có vào được không các bạn ơi? Anh ơi, anh ơi. Nhưng mà mình không có chìa khóa anh ạ. Ôi dồi ôi, mấy cái nhà đẹp như thế này không vào được cái nhà nào. Thôi đi chỗ khác. Đồ đây rồi các bạn ơi, mình và Cò đã đi mua về rồi. Chúng mình chỉ có 24 tiếng để đi tìm. Nhưng mà mua đồ mất 2 tiếng rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 22 tiếng thôi Cò ạ. Bây giờ thì mày nghĩ Hà Sam và anh Gấu Đỏ sẽ trốn ở đâu? Hà Sam ấy rất là chăm chỉ tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Tao nghĩ là bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là buổi sáng. Đấy, thì tao nghĩ chắc chắn rằng Hà Sam đang ở cái khu tập thể dục ngay ở đây này. Thế thì đi bắt thôi. Gì? Mày giả tiền taxi chưa? Giỏi ơi, cái thằng này. Mày nghĩ mày không giả người ta cho mày đi chắc? Tao tưởng đi miễn phí. Địa điểm lý tưởng đây rồi anh Quân ơi. Ôi, chỗ này có ba cái cống siêu to siêu khổng lồ luôn. Cái cống này vừa người anh luôn đấy nhở? Đúng rồi, mà đi từ nãy đến bây giờ mà bây giờ mới tìm được cái chỗ này là em thấy ưng ý nhất này. Nó to, nó rộng, nó thoáng. Bây giờ nhá, mình chỉ cần bịt hai đầu như thế này, mình chui vào trong, ôi dồi ôi, không ai biết luôn. An toàn cho bản thân mình. An toàn thì có an toàn đấy. Cò với Con Hiếp làm sao mà tìm được đúng không? Nhưng mà nếu mà cái cống này nó sập vào, nó đổ thì có mà bẹp dí Tèo luôn. Thôi tốt nhất là anh đi với em đi tìm chỗ khác đi, chứ anh thấy chỗ này không an toàn đâu. Nguy hiểm lắm, đi. Không an toàn, không an toàn. Ui. Rồi cái thằng ấy đi nhanh lên làm gì đây? Nhanh lên! Nhanh à! Mình đi tìm mà cứ lén lén lút lút như cái thằng ăn trộm ấy. Đứng thẳng lên mà đi xem nào. Tao bảo bây giờ mình phải đi lén lén lút lút. Chẳng may Hà Sam mẹ Gấu Đỏ nhìn thấy mình chạy mất thì sao? Mình bắt thế nào được đúng không? Đi nhanh lên! Đây đây! Khu tập thể dục đây rồi! Nhanh lên! Đây là khu thể dục mà Hà Sam hay ra đây tập thể dục các bạn ạ. Mày phải mở to cái mắt ra mà nhìn. Xem nào. Mới ra rồi. Bây giờ là 8 giờ sáng. Ui, chắc chắn là Hà Sam ở đâu đó quanh đây rồi. Nhìn kỹ nha. Tìm. Thấy không? Các bạn ơi, mình với Hà Sam đang tính chui vào cái tủ bếp này để làm căn phòng bí ẩn. Em thấy được không? Được anh ạ, em nghĩ đây là ý kiến sáng suốt đấy. Cả cái nhà này nó to như thế này, vào đây tìm đã khó rồi đúng không anh? Đúng. Ai nghĩ là anh em mình sẽ chui vào cái tủ bếp đây. Ôi dồi ôi. Phòng này nhiều đồ quá. Sang bên cạnh đi. Ui. Bình ga. Anh ơi. Ôi dồi ôi. Đây cũng bình ga mà gì, toàn những phần dán này nhiều thế này. Ui, được không? Ai da, được đấy. Vừa ít luôn. Ui, mùi. Sao đấy? Hơi mùi hôi dán. Dọn anh ạ, không lo đâu. Cái gì đấy? Chân đá, có cái gì đó không anh ơi? Ra đi anh ơi. Ra. Nhiều dán lắm các bạn ơi, vào đây mà nó bò một cái đi. Nhiều côn trùng. Không, thôi. Chỗ khác đi. Tìm xem. Mấy chỗ này cũng toàn dán ở đây này. Cánh dán đầy quá nhiều luôn. Ui. Hay là trèo lên đây cũng chui vào được không nhỉ? Anh ơi, trèo lên đây là sập luôn đấy anh ạ. Anh ơi. Đây bên dưới này. Anh ơi, bên dưới này. Ui, vào đây anh ơi. Vào đây, anh ơi. Ổn đấy anh ạ. Nhưng mà cái chỗ này là cò hay ngồi làm việc. Nếu mà cò lên đây kiểu gì nó chả tìm đến chỗ này. Không ổn.
ôi ui, cái thằng này đang đi tìm Hà Sa Mẹ Gấu Đỏ, đứng đây chặt làm gì? Đi 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 đi, từ từ tập tí cho nó khỏe. Khỏe cái gì, nhanh lên đâu nhở? Chỗ này được không? Này, anh đừng có bảo em là chui vào cái thùng cắt tông này nhá. Có biết ngay ấy. Không phải, sau cái thùng cắt tông này, gỡ cái này xuống. Ôi trời. Đây này, trong cái nhà kho này, rất nhiều luôn. Đấy, nhiều chỗ trốn không, nhìn mà xem. Đấy, em thấy thế nào? Anh ơi, hợp lý anh ạ. Vấn đề trong này là rất nhiều đồ, anh em cần phải dọn hết đồ này ra thì mới làm được một căn phòng ở bên trong này. Tưởng gì mấy cái đồ này ấy nhẹ tèo. Ủa, nặng lắm anh ơi. Cái gì trong này mà nặng thế? Mở ra xem nào. Cái gì đấy? Ôi dồi ôi, leo anh ạ. Leo. Cứu, giúp đi. Có bao được không thì anh bác cho. Ôi dồi ôi, cẩn thận, nghẹt ngạt ở trong đấy là sao ạ? Nhanh lên anh ơi, không thì cổ mới lại quất hiếp. Sắp ra để nói rồi. Ôi dồi ôi. Đây này các bạn ơi, cái nhà kho này là ở bên dưới cầu thang. Ở đây là một cái cầu thang này. Rồi bên trong này, ui ôi, rất nhiều đồ luôn. Nhưng mà chắc chắn là không ai nghĩ là chúng mình sẽ trốn ở trong này đâu. Ui anh ơi, trong này còn có cả chăn anh ạ. Chăn gối luôn. Anh em mình ấy sẵn lấy cái chăn gối này để làm giường luôn. Ui rất nhiều chăn này. Và cả những cái hộp gì bây giờ mình với Hà Trang sẽ dọn hết các bạn nha. Ui giời, mệt quá. Không biết cái thằng quân hiếp nó đã tìm thấy chưa. Tao đã tìm thấy đâu. Mày ngồi đây nghỉ, tao cũng phải ngồi chứ. Mày giỏi mày cứ ngồi đấy. Ừ, tao giỏi tao ngồi, mày cứ ngồi đấy xem. Nani. Này anh ơi, anh còn có những cái bọc hàng mà anh chưa bóc đây này. Còn không biết là cái gì các bạn. Trước khi ở được ấy thì chúng mình sẽ phải dọn dẹp hết sạch sẽ cái phòng này đã các bạn ạ. Anh Gấu Đỏ quét sạch sẽ vào nha. Ôi trời ơi, cái phòng kho này bẩn dã man luôn các bạn ơi. Bao nhiêu đất, bao nhiêu những cái đồ linh tinh này dọn từ nãy giờ mới xong. Hà Sang ơi, vào lau nhà đi. Cò, mày nhìn kỹ vào nha, để tao tập trung lại. Tao nhìn từ nãy đến giờ có thấy cái gì đâu. Nhìn kỹ vào. Dừng mày ơi. Gì? Đây này, ở sau bức tường này này. Ừ, chúng mình rất hay quay phim ở đấy. Tao nghĩ khả năng cao là anh Gấu Đỏ với Hà Sam đằng đấy. Đi vào mày ơi, đi vào. Nhưng mà để xe đây có mất không? Không mất được đâu, đi. Nhìn kỹ vào mày ơi. Có không? Đi vào này, vào này. Trong này rộng rạp lắm mày ơi. Mình sao có rắn. Mà theo tao nghĩ anh Gấu Đỏ là rất sợ rắn. Đúng. Mà sợ rắn thì có khi không vào trong này đâu. Nhưng mà biết thế nào được nhỉ? Thì cứ đi vào xem. Cẩn thận, nhìn vào kỹ rồi. Úi dồi ôi, lại còn có cả đạm giả cho em nữa. Anh ơi, mình ở 24 tiếng đồng hồ cơ mà. Ít ra thì nặng nó cũng phải đỡ bị đau lưng một tí anh ạ. Đúng rồi các bạn ơi, chúng mình ở đây 24 tiếng lên là sẽ chuẩn bị cho căn phòng này thật là kỹ lưỡng, để có thể có tất cả mọi thứ ở đây. Trong vòng 24 tiếng chúng mình không cần phải ra ngoài, vẫn có thể sống được. Mà để cho quân hiếp với cỏ đỡ phát hiện các bạn nha. Đúng rồi, bởi vì nếu mà bước ra khỏi phòng một phát nhìn thấy luôn. Nào, ra đi hát ra. Bây giờ chúng mình sẽ trang trí thêm bóng nháy, đèn nháy, rồi tivi, tủ lạnh các kiểu vào căn phòng này luôn. Tao đã bảo rồi, không có đâu mà tìm. Tìm mãi. Bây giờ có 19 tiếng thôi. Tìm mãi, mất bao nhiêu thời gian ở đấy. Chả có ai, chả phải tìm. Bảo đi rồi thì không nghe. Mày có lên xe để đi không? Đứng ở đây nói cũng mất bao nhiêu thời gian này. Yeah, đi. Đây, mất bao nhiêu thời gian. Đi thẳng à? Quay lại, đi thẳng.
Đứng ra Trang ơi. Từ từ anh ơi. Chúng mình đang dán tường để trang trí cái phòng này cho đẹp thật. Thôi dừng. Để em dán lại. Biết phải phẳng phiu vào, đừng để nhăn một tí nào. Thấy cái căn phòng bí mật này của mình nó có lồng lộn không các bạn ơi? Tuy là mình đang đi trốn tìm nhá, nhưng mà mình vẫn phải thích lồng lộn các bạn ạ. Vẫn phải đẹp đúng không? Đúng rồi. Bên dưới này có một tấm thảm này. Đúng rồi. Rồi lại tiếp một cái ghế sofa để Hà Sam có thể ngồi lên rất là êm luôn. Cô đẹp trên sofa. Rồi xung quanh còn có cả gấu bông để ôm cho đỡ buồn. Đúng rồi, mới lại êm anh ạ. Nhiều khi mình gối đầu là mình có thể gối như thế này mình ngủ được này. Đấy. Tiếp theo bên trong này thì chúng mình đã chuẩn bị một cái máy tính để có thể chơi game. Đó, đỡ chán. Ở đây có mà 3-4 ngày vẫn thoải mái luôn đúng không? Đúng rồi, mà đặc biệt là em rất thích cày phim anh ạ. Nên là phải có cái này đây để em cày phim. Rồi, đấy. Chỗ này còn có cả một dàn bóng nháy. Có thể thay đổi chế độ luôn. Bây giờ mình sẽ cho nháy cho các bạn xem này. Đấy, ui tắt rồi nhỉ. Anh ơi đừng bật cháy. Đấy, đấy. Tiếp này, đổi chế độ này. Đấy. Cho nhạc và tập tình luôn. Úi trời ơi. Rồi thôi đã. Anh biết là em phải cần cái này để làm gì không? Để xem bao giờ hết giờ để còn ra lấy tiền thưởng. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Bao giờ hết 24 tiếng là mình ra. Mà mình ở trong này mình không có đồng hồ, mình làm sao biết được bao giờ hết 24 tiếng. Đúng rồi. Mình phải có cái này. Có cái tivi này, có cái máy tính này giải trí thao sướng luôn các bạn ạ. Ui đây còn có cả một chai nước để uống đỡ khát này. Đúng rồi. Em có biết là thiếu cái gì không? Có nước rồi, thiếu đồ ăn. Trời ơi, quên mất. Không có đồ ăn thì anh em mình ở đây chết đói à, đúng không? Bây giờ anh ơi, thôi anh em mình bỏ ra 30 phút để đi mua đồ ăn đi, chạy nhanh, thật nhanh. Nhưng mà bây giờ chạy ra có khi nào gặp cò với lại quân hiếp đang đi ngoài đấy không? Thì mình cố gắng ngụy trang thế nào cho nó kín đáo một tí rồi đi. Thôi đi đi, nhanh nhanh, cần trương. Mày ơi, hả? Liệu anh gấu đỏ với Hà Sam có trốn ở trong này không? Rồi bây giờ mày hỏi tao thì tao biết thế nào được. Đi vào tìm, đi vào đi. Ủa mày ơi, hả? Ở đây có một cái cống cái gì này. Ở dưới này. Nhấc. Ui giời ơi, sao nặng thế nào đâu, cố lên. Nặng đi. Tao nghĩ là anh gấu đỏ không trốn được vào trong này đâu. Nặng cái này không ạ, ai bê được. Chúng mình đang có mặt ở siêu thị rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm đồ ăn để mua đồ ăn các bạn nhá. Nhanh chóng và mua đồ ăn xong chúng mình phải rút khỏi nơi này. Đúng rồi, bởi vì sao bọn mình ở trong cái đấy thì không biết là bao giờ sẽ bị tìm thấy. Nên là chúng mình quyết định là phải dự trữ đồ ăn thật là nhiều thì mới có cơ hội sống sót đúng không? Sống sót trước khi mà cò mới lại quân hiếp tìm thấy. Đúng rồi, em đang nói nhiều quá đấy, nhanh nhanh lên. Hà Sam ơi, Hà Sam. Đây, lấy bim bim, rất nhiều bim bim ngon luôn. Lấy loại này nhá. Rồi. Ui anh ơi, tới khoai tây này cũng ngon này anh ơi. Đồ đấy ngon này. Em lấy thêm gói này đi. Mình phải mua khẩn cấp nên nhanh nhanh rồi mình còn về làm chỗ trốn. Nếu không thì bọn nó bắt được ấy. Đúng rồi, anh ơi, lấy thêm gói này anh. Ui lấy nhiều bim bim đấy. Ui, có ơi, liệu ở trong này không nhỉ? Mà chạy sang bên kia tránh đầu đi, để tao ở đường này. Được. Nhanh. Ai gấu đỏ ơi? Có không? Không có ai. Ui. Đâu nhỉ? Đây mày ơi. Ở trong cái lán này. Đây rồi. Ui, trong này chắc chắn. Wow. Ôi bị bắt rồi nhá. Không có ai. Gầm xuống mày ơi. Ui. Cũng không có luôn. Không biết trốn ở đâu nhỉ? Đây, là thôi, quẩn đấy. Đây, trong cái bàn đây coi. Ôi. À, đây rồi, có. Ui, có cái gì tìm luôn. Thôi đi, đi nhanh. Ôi, có bác. Bác ơi, cho hỏi cái, bác có thấy anh gấu đỏ với Hà Sam vào đây không? Hình như nó vào đây nhưng lại đi đâu rồi á. Chết rồi, chúng mình đến đấy chẳng mất một bước rồi, quân hiếp ơi.
Mà không biết anh ấy đi đâu nhỉ? Bác ơi bác, anh ấy có bảo là anh ấy đi đâu không? Lúc nãy hai đứa nó vào đây, nó đi đâu anh? Hình như nó bảo nó lên Đông á. Lên Đông? Mà chỉ trông trông bác, trông anh ấy đi. Đây, Hà Giang ơi, Hà Giang. Nước này được không? Anh ơi, em không thích màu đỏ. Em thích màu hồng cơ. Tìm cái nước nào màu hồng cho em. Đã đi trốn tìm rồi lại còn chọn nước màu hồng. Nước nào cả được. Đây màu hồng, đây màu hồng đây. Đấy luôn. Nhưng mà màu hồng này xấu anh ạ. Em thấy màu hồng khác nó đẹp hơn. Mì gì đây? Đây mì là... trộn phô mai. Ôi, anh ơi, tức là bên trong này nó có phô mai. Mà em rất thích ăn phô mai anh ạ. Đấy luôn. Được. Lấy cho anh một gói nữa. Em tưởng anh không ăn, anh uống nước no rồi. Hả? Bác kia bảo là ở trên đồng. Trời ơi, mày nhìn xem nào, chỗ nào khả nghi nhá. Trời đồng rộng mênh mông này, thì chỗ nào? Thế mới phải nhìn. Flip, flip. Hả, hả? Kìa kìa, mày có nhìn thấy gì kìa? Có, cái mê mông là khả nghi nhất kìa. Nhanh lên, nhanh lên, không anh cứu đội chạy mất. Nhanh lên. Anh cứu đội. Mà không có ai mày ơi. Ui, cái này người ta khóa cửa rồi. Oh no. Dưới gầm này cũng không có ai. Từng này đồ ăn, anh em mình ăn 3 ngày. Ôi dồi, tôi chết rồi anh ơi. Tôi chết rồi, em chưa tính đến cái trường hợp là bây giờ những cái đồ trong kho anh mang ra ngoài này như thế này ấy. Tí nữa ấy, cỏ với lại con híp lên đây lộ chết. Em không phải lo. Anh để ở đây ấy, là có lý do của anh ấy. Em cứ đi vào phòng đi. Tí nữa anh sẽ làm cho em xem. Đi vào đi. Mình mua rất nhiều bim bim các bạn ạ. Ngoài ra anh Gấu Đỏ còn thích ăn mì tôm nữa. Úi dùi, đây là nước màu dâu tây của mình. Ôi ôi, xúc xích thơm lắm các bạn ơi. Coi, đồng rộng mênh mông này tao mà tìm mãi không thấy đâu nhở. Mày ơi. Hả? Bây giờ còn có mỗi cái nhà này là chúng mình chưa vào thôi. Nghi lắm mày này. Mẹ bé cái mồm thôi. Mở nhẹ thôi không anh Gấu Đỏ biết. Có ai không? Vào đi. Ôi, đây này, đây, đây. Mày ơi. Sao đây? Tao bị thọt chân. Thật như trong cái chỗ này chắc cái hòm này là khả nghi nhất này. Đi cho mày. Mày thấy chưa? Lại còn che đậy cẩn thận như này, chắc chắn là phải có bàn tay con người thông động vào. Đập vào, đập vào. Nào. Ôi. Không có gì à? Không, không có mày ơi. Thế trốn à, đâu nhỉ? Bên này. Niệm lấp cái mấy cái bao này lên không? Ôi. Không có đâu mày ơi, nhiều lắm, nhiều thế này là sao mà anh không đội chui vào được? Nhẹ nhàng thôi. Không có. Tôi đi ra mày ơi. Không biết là trốn ở đâu rồi. Quyết. Hả? Gì? Ở đây có camera này. Để tao xem. Để tao xem. Chích camera. Anh chết vào đây để ngụy trang. Lát nữa cò với lại quân hiếp đi vào đây, mở cánh cửa này ra cũng không nhìn thấy anh với em ở trong này. Các bạn ơi, tức là ấy, đây gọi là lá chắn ngụy trang các bạn ạ. Ôi dồi ôi, có nghĩa là mình ở đằng sau lớp cái nhà kho này, đúng không anh Gấu Đỏ? Cho hết vào đi. Từ từ. Ôi dồi ôi. Đó. Kính chưa? Lấy cho anh cái tấm bìa cái tông này nữa. Ui dồi ôi, thế này thì tao kín là sao ạ? Đúng đấy các bạn ơi, nếu mà giả sử nhá, có mấy con hiếp đến đây là mồm phải nói đúng không? Mà khi mà nói cái mình nghe động tĩnh cái là mình chắn cái bìa cái tông để đây. Anh ngồi luôn xuống thế này. Đấy, xong rồi anh giữ. Ui trời ơi, quá tuyệt vời. Con hiếp đi cỏ cứ đứng ở ngoài kia mà tìm. Không có mẹ ạ. Im xem nào. Không có. Ui đây đây đây.
Để tao tua lại. Đây rồi. Đấy, có lên đây. Xem. Mày ơi. Hả? Cái cam này nó chỉ có hình ấy, nó không có tiếng mày ạ. Nhưng mà thu được tiếng là biết nói chuyện gì với nhau ấy. Thế thì lại chẳng nói chuyện. Xem nào. Nhìn về đâu đây? Ui mày ơi. Đường này. Đi phía trên này là đi đâu nhỉ? Đi về ngôi nhà mình hay quay phim. Ôi, thế thì đúng rồi. Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã có thêm một manh mối nữa. Đó là anh Gấu Đỏ với Hà Sam lên nhà quay phim rồi. Bây giờ mình sẽ lên đấy bắt thôi. Đi. Ui. Anh em mình đi trốn tìm mày cứ như kiểu đi nghỉ dưỡng 5 sao ấy. Đây. Có ai đâu, cái nhà này mình khóa cửa rồi làm gì có ai vào đây. Nào, 2, 3, vô. 2, 3, ăn. Anh ơi, thúc xích này mua bao tiền cái mà giòn đấy anh ơi. Anh không nhớ mua nhiều thứ quá, quên rồi. Đỡ đói hẳn luôn ấy. Từ sáng đến bây giờ, nào thì dọn nhà nào, đi tìm chỗ trốn nào, rồi lại còn đi mua đồ nữa. Mỏi ơi là mỏi luôn ấy. Gói này cũng ngon nhỉ. Chơi trốn tìm này tích thật. Chẳng cần đi đâu, cứ ngồi trong này thôi. Mà trong khi đấy, người chiến thắng lại được một phần thưởng trị giá 5 triệu đồng nữa. Phanh. Ui ôi, coi. Co. Cửa đóng thế này, tao nghĩ anh Gấu Đỏ mi Hà Sam không ở đây đâu. Nhưng mà chúng mình đã mất công lên đến đây tìm rồi, thì cứ vào tìm đi. Bây giờ thả lục soát nhầm còn hơn bỏ soát. Đúng không? Lại như 2 tiếng lúc nãy á. Tiếng gì rồi? Nhanh lên, đi. Nhanh, vào. Đấy, lên rồi. Cầm mà. Ôi. Làm nào? Hình như là Quân với lại có đi vào đây rồi. Oh no. Đang mở cửa. Nhưng mà ấy, có nghĩa là trong phòng này ấy, nó rất là nhiều phòng, rất là nhiều đồ. Nên là ấy, em nghĩ cái khả năng mà tìm ra được cái phòng này nó khó lắm anh ạ. Đúng rồi, hy vọng là Quân Hiếp với Cò không vào đây để chúng mình ấy, lấy 5 triệu. Hoặc là ấy, có thể là vào đây nhưng mà lướt qua như một làn gió xong rồi lại đi. Cười cái gì? Tao thấy là đen xì xì nữa kìa. Ôi. Biết đâu. Đi Wow! Không có. Bên đây có không? Cũng không có mày ơi. Bên kia. Có cái chậu gì đen xỉn đây nhỉ? Bên kia có không? Ôi trời ơi mày ơi. Có không? Ôi còn thông sang cả bên này nữa đây. Ôi sao? Ui, có con rắn kìa, nghe bò kìa. Anh Gấu Đỏ sợ rắn lắm, chắc không chui ở trong này đâu mày ơi. Bên này không có thôi. Không có nữa. Trên này cũng không có. Trong nhà vệ sinh. Anh Gấu Đỏ. Không có. Chiến thắng. Đi. Nhanh lên cô ơi. Nhanh lên. Cái quái này, cái được không? Lên tầng rồi. Lên tầng rồi. Biết ngay là không tìm được cái nhà kho này đâu.
tìm làm sao được đúng không? Lại nghĩ là anh em mình ở trên tầng. Tại vì ở dưới này nó nhìn nó đơn giản quá, chắc là không nghĩ là bọn mình trốn ở đây. Bà ấy, lên tầng trên đấy nó không có gì cả bà. Tìm trên đấy mà không được cái kiểu gì lại đi ra chỗ khác thôi. Tìm chỗ nào tìm một lần thôi chứ tìm gì nữa. Anh em mình tranh thủ làm tí bim bim đi. Ôi trời ơi các bạn ơi, mời các bạn nha, ngon lắm. Ôi, đây là bim bim khoai tây trứng muối luôn các bạn ơi. Ngon nhở? Ngon. Phòng này mở cửa. Chỗ này chắc không chui vào được đâu. Ui, có ơi. Kìa kìa. Có khi nào anh gấu đỏ lại trèo anh lên này trên mái không ơi? Hả? Để đi. Đấy, anh gấu đỏ là một người sinh tồn và trốn tìm cực kỳ giỏi. Nên là anh ấy sẽ không bao giờ trốn ở những cái nơi dễ tìm đâu. Anh gấu đỏ sắp bị bắt rồi các bạn ơi. Đây rồi. Ui, trong này này, trong này các bạn ơi, còn một căn hầm nữa này. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Quần níp với cỏ đi lên trên rồi, nhưng mà chúng nó vẫn chưa ra khỏi cái nhà này, nên là mình vẫn chưa yên tâm được. Liệu có khi nào chúng nó phát chúng nó bắt chúng mình không? Không, anh yên tâm đi. Mở ra thấy cái đống đồ như này không vào đâu. Biết đâu nó vẫn bắt thì làm sao, nó vẫn vào thì làm sao. Cũng có thể các bạn ạ. Các bạn ơi, nếu mà các bạn ấy muốn Hà Sam và anh gấu đỏ chiến thắng trong trò chơi trốn tìm này thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Hà Sam và gấu đỏ nha các bạn nha. Để cho cỏ với con híp không thể nào tìm thấy bọn mình. Bởi vì cái năng lượng ấy, đăng ký kênh của các bạn ấy là một tấm mảng trắng như thế này rồi thì đảm bảo chúng mình sẽ được an toàn ở trong cái căn phòng bí mật này. Các bạn nhớ bấm đăng ký để ủng hộ chúng mình nhá. Rồi, còn bây giờ con híp với cỏ vẫn chưa đi ra khỏi nhà này nên chúng mình vẫn chưa thể yên tâm được. Bao giờ hai đứa nó đi xa xa một tí thì mới yên tâm. Cái máy này rất là rộng luôn. Đây này, trong này nó có... Ôi, đây là nhìn gì? Nhìn xuống dưới tầng mày ơi. Đi học in ra xem. Chỗ này mình phải đi hết sức là cẩn thận các bạn, không cộp đầu ngay. Cái máy nó rất là thấp luôn. Ôi trời ơi. Mày ơi, hết chỗ rồi. Hết chỗ trốn rồi à, có không? Thế anh gấu đỏ với Hà Sam không ở trên này rồi. Thế ở đâu bây giờ nhỉ? Thế bây giờ đi tìm. Ui giời, hết cái căn nhà này rồi vẫn không thấy đâu. Thôi, đi tìm chỗ khác đi. Ôi, đi. Ta đã bảo rồi, không có ở đây đâu. Cứ thích trèo lên, cứ thích tìm ở đây. Đi, xuống. Ôi, anh ơi. Quên mất. Cỏ với con híp vẫn đang ở trong nhà này. Tuy là ở trong này nó rất là chống ồn lắm nhưng mà nhẹ nhàng. Cái gói này ngon đấy, bóc gói này ăn nhá. Đây, ta đã bảo rồi, không có ai đâu. Tài thật đấy, không biết trốn ở đâu nhỉ. Tìm hết cái ngôi nhà này vẫn không thấy đâu. Mày ơi, vẫn còn một chỗ chưa tìm. Chỗ nào? Đây, ta đã bảo rồi, không có ai đâu. Từ lúc tao chưa mở xong mày không biết đấy. Đây. Trời. Trong này. Mày ơi, để tao dỡ hết cái chỗ đống này ra. Thôi, nhiều đồ thế này mà dỡ bao giờ cho xong. Mà nhiều đồ này anh gấu đỏ không dỡ ra chui vào được đâu. Mày nói cũng có lý. Thôi, đi. Ôi đi. Đấy, mày không nhanh trời tối mòn này. Bây giờ biết đâu mà tìm. Cứu mà. Có khi mình lại thua chứ. Đi nhanh lên đi. Cứ mặn mề ở trong cái phòng đấy. Đi mày ơi, đi nhanh lên nào. Cửa đóng.
đâu nguy rồi. Đúng rồi. Yeah. Anh đã bảo rồi, chui vào đây trốn. Bọn nó đến mình chỉ cần đậy lại như thế thôi, không bao giờ bị phát hiện. Ôi trời ơi. Còn khoảng 8 tiếng nữa là kết thúc trò chơi này. Quân Hiếp với Cò đã đi ra khỏi cái nhà này rồi, chắc chắn không bao giờ quay lại. Và anh em mình sẽ là người chiến thắng giành 5 triệu. Ôi trời ơi. Cái game này nó quá dễ đối với mình với lại Gấu Đỏ các bạn ạ. Bởi vì các bạn đã bấm đăng ký kênh cho mình và lại tướng thật thế, tôi lại đi tìm cho có gói bánh nào ngon ngon để ăn nè. Ôi trời ơi, ngồi trong này chỉ có ăn thôi các bạn ơi. Ngồi trong này suốt ngày ăn như thế này chắc là sau 24 tiếng anh phải tăng lên 2 cân mất. Thế nước này em có uống không, không để anh uống nốt. Ôi giời của em mà. Thế tưởng sợ tăng cân. Chỉ nói đến thôi nhưng mà ăn cũng hơi lắm ấy, có kém mình miếng nào đâu. Này, ăn đi không phải ngại. Ăn đi. Dừng mày ơi. Cái gì? Tao thấy có cái gì đó sai mày ạ. Sai. Tao nhớ rõ ràng là cái đống ở trong kho ấy. Hôm qua tao đã cất vào trong đấy rồi. Nhưng mà vừa nãy tao đi qua. Ui, thấy nó vẫn ở ngoài phòng khách ấy mày ạ. Chứ tại sao nó lại ở ngoài đấy? Giời ơi, tao biết thế nào được, mày hỏi tao biết hỏi ai. Giời ơi, động não rồi chứ. Cái gì? Tao nghĩ chắc chắn là anh Gấu Đỏ với Hà Sam chui vào trong kho trốn, xong thì dọn hết đồ ra ngoài đấy. Mà chứ có đúng không? Đúng. Cái gì? Thì quay lại để đi. Chứ thế mày không nói sớm đi. Lần này chắc chắn anh Gấu Đỏ với Hà Sam không thể nào chạy thoát được mày ơi. Nhanh lên, cái cửa này hôm nay làm chậm thế rồi. Đúng rồi, vào. Tao bảo rồi, cứ đi vào đây theo tao. Nhanh lên. Tao chắc chắn với mày là anh Gấu Đỏ với Hà Sam đang ở trong này. Dỡ hết ra Quân Hiếp ơi, dỡ ra nhanh lên. Làm gì có ai đâu. Chúng mình dỡ hết ra nhanh lên. Dỡ đi. Dỡ ra một tí mà đi mà xếp vào nha. Mà tí nữa nếu mà được 5 triệu thì tốt nhất mà là mày đừng có lấy. Của tao tất, nhớ chưa? Còn lâu. Thế thì dỡ ra. Hồi hộp quá các bạn ơi. Chờ xem Quân Hiếp dỡ hết cái đống này, xem có phải anh Gấu Đỏ với Hà Sam đang ở trong này không? Sao chắc thế nhỉ? Mở ra! Không mở được! Có cái gì vậy nhỉ? Không biết được đây! Cứng lắm! Ôi ơi! Hả? Tao trèo qua được! Vậy là sau khoảng bao nhiêu tiếng nhỉ? Ô, nhiều. Mình đi tìm rất là mệt mỏi. Và cuối cùng mình cũng đã tìm thấy là đội mình là đội chiến thắng. Cứ tưởng là thoát rồi, ai ngờ đội này vẫn quay lại em ạ. Thế mà đi rồi thế nào lại quay lại đây làm cái gì chứ? Người ta bảo rồi không ai uống nước hai lần trên một dòng sông. Không phải mà là các bạn ơi, có mảnh mối đấy. Anh Gấu Đỏ dọn đồ ra nhưng mà không cất, vẫn để ngoài kia kìa, nên là tớ đã nhìn thấy và nghi ngờ đấy. Rõ ràng cái đống chăn tớ vừa bỏ ra hôm qua mà vào trong kho đấy, thế mà hôm nay nó lại nằm ngoài kia. Trời ơi, tiếc thế nhờ, biết thế anh dọn sạch chỗ đấy lúc ấy vội quá. Thôi anh em mình hôm nay hơi đen. Thế nào mà là cuối cùng là vẫn bị thua các bạn ơi. Nhưng mà cái căn phòng này mình đã tốn rất nhiều công sức để làm ra cái căn phòng nó đẹp mê ly như này, nên là mình quyết định là mình sẽ ở đây 48 giờ để trải nghiệm các bạn nha. Thôi Hà Sam ơi, ra đi còn xếp đầy đồ đây này. Thôi đi ra đi để cho đồ vào kho. Nếu mà Hà Sam không ra thì thôi cứ để Hà Sam. Các bạn ơi, và
vậy là ngày hôm nay thì mình với Hà Sam chơi trốn tìm đã thua rồi các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, chúng mình sẽ trốn tìm giỏi hơn các bạn nhá. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc. Bye bye các bạn.